mình quay chi tiết cái cầu trước cho các bạn xem nè các bạn ơi. Cầu Isuzu đấu 20 triệu. Chi tiết đấu sơ sơ vậy đó. Trước cũng vậy. Vậy đó nghe các bạn. Sau thì nó cũng mặt sau nó cũng vậy đó. Này. Này đấu vô đây. Rồi chi tiết cho các bạn xem đó. Này anh mua đồ nghĩa địa trên Sài Gòn về anh đấu vô. Chế mà, chế cái đó vô này. Rồi các bạn nha, hôm nay mình cùng xem con máy cày Kubota 5950 nha các bạn. Đó, ra dàn chớ nè. Con máy này độ cầu trước rồi các bạn. Cầu trước này là cầu xe tải. Các bạn xem nè. Máy này nãy giờ mình quay mình mới phát hiện luôn đó. Còn đề cầu xe máy cày nó không có kiểu gì đâu. À, mình quay chi tiết trước cái độ cầu trước cho bạn xem nè. Cầu xe tải nè, thấy không? Thì mình quay chi tiết cái cầu trước cho các bạn xem nè các bạn ơi. Cầu Isuzu đấu 20 triệu. Chi tiết đấu sơ sơ vậy đó. Trước cũng vậy. Vậy đó nghe các bạn. Sau thì nó cũng mặt sau nó cũng vậy đó. Này. Này đấu vô đây. Rồi chi tiết cho các bạn xem đó.
này anh mua đồ nghĩa địa ở trên Sài Gòn về anh đấu vô. Chế mà chế cái đó vô này đất ở đây là ruộng ruộng manh manh không các bạn, ruộng dài công đất rồi. Cái này sẽ cỡ 2m2. Ở đây thì người ta sớ là ăn 200.000 đồng cho một công nữa, mà giờ đất manh quá, giờ nó tăng cũng hơi mắc. Miếng đất nhỏ này chớ quay đầu mệt mỏi luôn. Đất ở đây nó không có vuông như ở đất ở đây nó không có vuông các bạn à, nó hình thù nó đủ kiểu chứ. Có miếng thì tròn, có miếng thì hình tam giác, có miếng hình lục giác, miếng hình tứ giác, miếng nhỏ nhỏ, còn miếng hai công một công, có miếng nửa công nữa. Lái trên đây là tài xế lái mệt mỏi luôn, không có thẳng. Có những người là miếng đất của mình là cỡ cái chục năm mà nhầm khi còn không biết miếng đất nằm đâu luôn các bạn, đất nhỏ đến mức vậy đó. Lên thôi. Phải nó dở cái găng được cho mình quay cho các bạn xem. Người ta đang làm mình không có quay cho các bạn xem, nhưng mà mình có quay rất là nhiều cái clip về những cái dàn sớ mà phốp này các bạn.
Ở đây là xài máy lớn và xài máy xài gân thấp đó, gân này thì nó nặng hơn cái gân kia. Máy nhỏ nhỏ là ở đây người ta không có mướn đâu. Cánh đồng này đặc biệt là vậy luôn đó, đất cát sớ nhỏ nhỏ, sớ nó không sâu, đất này nó cứng. Năm ngàn, bảy ngàn, lớn lớn rồi mà, 60 rồi mới lên đây nổi. Là máy lớn mà còn ra khói bận bận.